Hello mọi người, đại là Hùng đấy. Hay khách mới chở một đàn cún sang để cho bên mình thu bao tiêu đây. Đấy, một bàn Shiba. Shiba cực kỳ đẹp. Mặt gấu quá, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi để anh đến anh chuyển tiền bạc với anh nhá. Không biết bao nhiêu là đàn từ nhà anh này sang. Nay 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đông khách phết mọi người. Cà phê thủ cưng. Đấy. Sáng giờ đêm tiếp mấy đoàn. Đóng xe.